Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu với các bạn một con xe Gian XTC 820 siêu lướt. Con này là phải nói là siêu lướt luôn, gần như là mới. Sườn nhôm, phuộc hơi, group Shimano, đeo ore, 3 đĩa 10 lít, bánh bạc đạn, vành Mavic. Đấy, siêu lướt, siêu mới luôn. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nha. Đây, bộ đầu của nó đây. Bộ đầu nguyên zin của Gian, xịn xò luôn. Đấy, mới thì trên cả mới luôn. Đây này, các bạn nhìn này, nguyên bao tay xịn của Gian nhé. Bộ đồ của nó mới như thế này. Để mình sẽ quay từ từ, nhẹ nhàng lướt để các bạn xem cái độ mới kinh khủng của nó. Đấy, nó chả khác gì mới cả. Đó, đây nha này. Đấy, đây, long lanh đúng không? Đó, trên cả long lanh. Đây, phuộc hơi đây. Nhìn cái phuộc hơi này là thấy mê rồi, như kiểu là bóc thùng đó rồi. Đây ạ, à, đúng không? Quá đẹp. Này, các phuộc hơi này. Đấy, các bạn nghĩ cái quả phuộc hơi thế này thì cái phuộc hơi thế này thì nó êm hay không? Đó. Vành là bánh là 27.5 nhé. Đùm trước sau là đùm bạc đạn Gian chính hãng, bạc đạn mà của Gian mới giữ. Đó, vỏ Gian xịn luôn nhé. Vỏ Gian 27.5 này. Vành Mavic của Pháp, xịn xò nhé. Mavic mà long đèn chân căm này. Tại các cái điểm chân căm đều có long đèn gia cố cường lực. Đó, cực chất. Này, vỏ 27.5 này. Vỏ xịn của Gian, phuộc hơi của Gian luôn. Đây, nhìn cái màu ti phuộc là thấy cực chất rồi. Đấy, phanh dầu nhá, thắng đĩa nhá, đùm trước sau bạc đạn, đùm giữa thì cốt rỗng. Đây, độ mới của nó các bạn tự đánh giá nhé. Đấy, mình thì nói là nó siêu lướt. Đấy, đây, siêu lướt luôn. Mới ngỡ ngàng luôn đấy. Đây, XTC nhá. Đây các bạn nhìn cái độ mới của nó này. XTC 820. Đây, 820 này. Đó. Con xe này size S nhá. Xịn xò luôn. Đây là một trong những con mới nhất. Nó chạy lướt. Nói khách quan thì nó mới 95% trở lên. Đây, giò đĩa Gian, cốt rỗng, xịn xò luôn. Đấy, các bạn lúc nãy thì mình quay cái tay đè cho các bạn xem rồi đúng không? Đây, cái cùi đè đây. Đấy, không tì vết, đúng không? Như mới đến thế này chứ cái gì đấy. Lip 10. Đó, đương nhiên thì cái này thì cũng ấy rồi, giống đằng trước rồi, cũng là vành Mavic, đùm Gian bạc đạn. Đấy, đùm Gian này bạc đạn nhé. Đó, thắng thì Shimano. Đây, Shimano này. Đó, vỏ thì như mới luôn, vỏ trước sau vỏ xịn mà nó như mới thế này. Đấy, gọi là lướt. Các bạn mà kiếm được con xe mà siêu lướt như này hơi hiếm đấy, thật. Đây này, con này là cái yên của nó mà gọi là yên Gian luôn nhé, yên chính hãng luôn. Siêu lướt, siêu đẹp. Đây, đấy, nó mới như thế này. 820 XTC, dòng cao nhất, cao cấp nhất của Gian. Phuộc hơi, group Delre, 3 đĩa 10 lít, tha hồ mà chạy. Bánh là bánh 27.5. Đấy, rồi, nó xịn như vậy, nó lướt như vậy. Bây giờ mình cùng nhau test cái chuyển động của nó xem thế nào. Con xe này chủ cũ có gắn cái chân trống rồi nhé. Mình xin nhắc nhé, nguyên bản của nó không có chân trống nha các bạn. Nhưng mà con này về sau thì mình để vậy. Chủ cũ nó có gắn chân trống rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy nó ở cái lip số 10 nhé. Thì bây giờ nó lên này. Này,
Cái này thì test cho vui thôi chứ nó chuẩn lắm. Đấy. Các bạn còn không nghe thì tiếng líp nó lên nữa. Đúng không? Đấy, các bạn có mua xe đâu mà test kỹ này không? Test chậm nhá, không có loáng thoáng mà lướt 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 nhá. Đây. Cực mượt đúng không? Đeo rê mà. Tiền nào của đấy các bạn ạ. Các loại này chạy nó sướng lắm, ngồi trên cái xe nó khác. À. Chả này. Bánh bạc đạn nhá, nhẹ heo này. Đấy. Rồi. Líp thì nó siêu mượt thế vậy rồi, đương nhiên cái đĩa cũng vậy. Đĩa cốt bọng nhá. Chủ đùm chụp rỗng của dàn, xịn sò luôn, chính hãng. Đây, các bạn nhìn qua cái khe này thì hiện tại cái xích nó đang ở cái đĩa số 2. Mình về cái siêu lao dốc, đây, đĩa số 3. Đó, nhẹ hẹp. Cái nào cũng vậy thôi. Lên số 2 này nhé. Lên số 1 này. Nó lên nó nhẹ lắm. Xin lỗi cho bạn nào mà đang chạy những con xe bình thường mà nhảy lên chạy con này nó khác lắm. Nó lạ lắm. Cảm giác nó làm sao á. Rồi. Siêu lướt nhá. Chứ không gọi lướt thì nó bình thường ha. Con này là siêu lướt. Gần như xe mới luôn. Đấy. Mình đã quay rất cận cảnh cho bạn xem rồi. Đây, bây giờ test cái chớn của nó tí nhá. Đây, dùng bạc đạn. Đây ạ. Nó mới kinh hồn luôn đây này. Đấy. Tay mình cầm này nhé. Chống nó vào cái tường kìa. Nghiêng bánh quất luôn. Đấy. Con này thì hoàn toàn yên tâm. Các bạn chạy con này mình nói đấy. Ai chưa từng chạy chạy thử thì biết. Cho nó dừng nhé. Chớn con này thì hoàn toàn yên tâm. Chớn mấy cái độ mượt của cái Group và Simno đeo rê thì không còn gì mà bàn cãi nữa. Đẳng cấp nó đã được mọi người thừa nhận rồi. Đấy, đây. Các bạn thấy con xe này đẹp không? Thành thật mà nói nó quá đẹp đúng không? Đấy. Một con gian size S XTC 820 chạy lướt mà phải nói là siêu lướt. Rồi, bạn nào yêu thích cái dòng xe này, thích thưởng thức cái độ nhún nhảy cực êm của phù hơi thì liên hệ cho mình 0939 086 797 để chốt đơn. Số điện thoại có ở màn ảnh nhỏ ở dưới tiêu đề video và ở phần mô tả. Các bạn thích thì cứ gọi ngay cho mình. Giá cực kỳ dễ chịu. Cái dòng này giá dễ chịu rất nhiều so với một số những cái cửa hàng mà bán xe lướt khác, mà lại chất xịn nữa. Các bạn được xem mình test giống như các bạn trực tiếp test vậy. Rồi, bây giờ thì mình xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.